Từ 15 giờ chiều nay ngày 11 tháng 8, giá xăng dầu giảm 1.000 đồng một lít, quanh mức 24.000 đồng một lít. Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay ngày 11 tháng 8. Theo đó, giá xăng dầu giảm quanh mức 1.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay ngày 11 tháng 8 như sau. Xăng E5 Ron 92 không cao hơn 23.725 đồng một lít, giảm 904 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng Ron 95.3, 945 đồng một lít

Dầu Diesel 0.05S không cao hơn 22.908 đồng một lít, giảm 1.000 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 23.320 đồng một lít, giảm 1.213 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu Mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng một kg, ổn định so với giá bán hiện hành. Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này tiếp tục có những diễn biến tăng giảm đan xen, Có những giai đoạn giá tăng do đường ống dẫn dầu từ Nga sang châu Âu bị tạm ngưng. Tuy nhiên sau đó giá xăng dầu lại có xu hướng giảm do đánh giá về tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, làm giảm cầu. Và những thông tin như việc nối lại đàm phán để phục hồi thỏa thuận hạt nhân với Iran của châu Âu và Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, việc dừng đường ống dẫn dầu từ Nga sang châu Âu là nguyên nhân từ phía Ukraine nên sẽ sớm được giải quyết nhìn chung giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến có tăng có giảm nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ mặt khác kỳ điều hành này giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu có xu hướng giảm nhẹ riêng dầu ma rút tăng để hỗ trợ cho đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp liên bộ công thương tài chính quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu để tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu và giữ ổn định giá đối với mặt hàng dầu ma rút mặt hàng có biến động tăng so với kỳ điều hành trước